Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lá ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ trên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội. Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tội của bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Bài đọc thứ nhất hôm qua của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo dân Corinto có nói, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng đức mến là cao trọng hơn cả. Tại sao? Xin hỏi tất cả anh em, đức tin có cần thiết không? Đương nhiên đức tin rất là cần thiết. Tại đức tin là điều kiện tiên quyết để được ơn cứu rỗi. Chúa nói ai tin ta thì sẽ được cứu rỗi. Ai tin ta thì sẽ được sống muôn đời. Còn đức cậy có cần thiết không? Thưa, đức cậy cũng rất là cần thiết. Vì đức trông cậy giúp cho chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa là một Thiên Chúa quyền năng và quan phòng, như một người cha rất yêu thương và bao bọc cho con cái về mọi phương diện. Giống như một đứa con nó tin tưởng vào cha mẹ của nó, cho khi bị những chuyện gì đáng xảy ra sợ hãi xảy ra cho nó, thì nó chạy đến cha mẹ của nó
với niềm tin cậy rằng chắc chắn cha mẹ nó sẽ bảo vệ chúng nó. Cho nên đức trông cậy vào Chúa sẽ đem đến cho chúng ta một sự an bình, một niềm vui và hy vọng, không còn sợ hãi. Có lẽ chúng ta đều nhìn thấy bức tượng của Chúa Giêsu lòng, Chúa Giêsu nhân từ. Ở dưới đó có đề Jesus Christ, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Ngài. Đó hình ảnh của đức trông cậy, hãy tín thác vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa luôn luôn quan phòng và bình đỡ tất cả chúng ta. Còn đức bác ái thì sao? Trong thư Thánh Phaolô cũng nói cả ba nhân đức đều quan trọng, đều tồn tại: đức tin, đức cậy và đức mến. Nhưng đức mến thì cao trọng hơn cả. Tại sao? Tại vì đức mến làm cho chúng ta được giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa kia mời gọi tất cả chúng ta hãy nên trọn lành như Chúa, tức là hãy yêu thương như Thiên Chúa. Anh em mới nên trọn lành như cha của anh em trên trời là đứng trọn lành. Như thế, trọn lành nghĩa là yêu thương trên hết. Cho nên trong Thánh Phaolô đã nói lý do tại sao. Thứ nhất là đức mến làm cho ta giống Thiên Chúa, cho nên đức mến trở nên cao trọng. Điều thứ hai, tất cả mọi nhân đức, đức tin, đức cậy, đức mến và mọi nhân đức khác đều qua đi hết. Chỉ có đức mến mới tồn tại muôn đời. Mà Thánh Phaolô đã nói đức mến không khi nào qua đi. Người đàn bà tội lỗi trong phúc âm ngày hôm nay là một người đàn bà tội lỗi rất là nhiều. Nhưng Chúa nói gì? Tội bà được tha hết vì bà có lòng yêu mến nhiều. Thánh Teresa hài đồng Giêsu được tôn vinh là vị đại thánh của giáo hội, được tôn vinh là vị là một vị tiến sĩ của giáo hội. Tại sao? Tại vì Thánh Teresa hài đồng đã sáng kiến ra được một con đường lên thánh rất là đặc biệt và dễ dàng. Đó là gì? Thánh Teresa thứ nhất là sống một đời hoàn toàn tín thác vào Chúa Giêsu. Đó là đức trông cậy. Và thứ hai nữa, đức Thánh Teresa hài đồng Giêsu làm bất kỳ công việc gì, từ nhỏ cho đến lớn, tất cả việc làm vì lòng yêu mến Chúa rất lớn. Chính lòng yêu mến Chúa rất lớn đó đã làm cho Thánh Teresa trở thành một vị đại thánh của giáo hội. Còn chúng ta thì sao? Chúng có thể trở thành đại thánh của giáo hội được không? Yes. Chỉ có một việc làm theo Thánh Teresa, làm mọi sự từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tất cả vì lòng yêu mến Chúa Giêsu rất lớn. Điều đó cho ta thể thực hiện được ngay trong gia đình của chúng ta. Khi vợ chồng lo lắng hy sinh cho nhau, hãy làm điều đó vì lòng yêu mến Chúa. Cha mẹ hy sinh lo lắng cho con cái, hãy thêm một điều bí quyết là gì? Con yêu mến con cái của chúng con vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Anh em làm tất cả những việc bác ái bên ngoài, anh em làm tất cả mọi việc đó vì lòng mến Chúa mà con làm những công việc đó. Anh chị em nhiều khi tham gia bao nhiêu công chuyện ở trong giáo đường, trong xứ, chẳng như tham gia vào hội đoàn này, hội đoàn kia,
tham gia vào công tác này, thử tác viên thánh thể, thử tác phục vụ lời Chúa. Hãy làm tất cả việc đó vì lòng yêu mến Chúa. Không phải tôi làm công việc đó vì để được phô trương cho người ta biết là tôi làm việc tốt lành ra không. Chỉ có một bí quyết đặc biệt như Thánh Teresa, làm tất cả mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Trong cái ngày mà phán xét sau cùng, có nhiều người đã đến nói với thưa với Chúa: thưa Chúa, khi còn sống tôi đã làm bao nhiêu việc tốt lành, tôi đã xây nhà thờ, rồi tôi đã làm bao nhiêu việc bác ái, tôi đã hy sinh phục vụ trong hội đoàn công tác này, trong giáo xứ. Chúa nói gì? Ta không biết người. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những người đó làm tất cả những công việc đó không phải vì Chúa, mà làm vì cái tôi của mình. Chúa đâu có biết đâu. Chúa đâu có biết đâu. Cho nên trong lời Thánh Phaolô nói chúng ta, trong tất cả đức tin, đức cậy, đức mến và mọi sự đều qua đi hết. Mặc dù rất quan trọng được qua đi hết, mọi việc bác ái tốt là chúng ta làm đều qua đi hết. Chỉ có làm công việc, mọi việc vì lòng yêu mến Chúa thì sẽ tồn tại muôn đời. Đức mến thì không bao giờ mất, mà đức mến làm chúng ta giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình thương yêu. Cho nên trong ngày hôm nay, chúng ta nhìn gương của một người đàn bà tội lỗi, mà Chúa xác nhận đúng, tội lỗi bà nhiều lắm, nhưng tội đã được bà được tha hết. Tại sao? Tại vì bà ấy hoàn toàn tín thác vào Chúa Giêsu. Trước mặt mọi người nhìn vào bà đó, bà không kê. Đến dưới chân của Chúa, nước mắt tỏ lòng sám hối và yêu thương. Và qua cái việc làm đó, Chúa nói: tội bà nhiều lắm nhưng được tha hết vì bà yêu mến nhiều. Cho nên chúng ta noi gương của người đàn bà tội lỗi, nhất là noi gương Thánh Teresa hài đồng Giêsu, làm tất cả mọi việc chỉ vì lòng mến Chúa. Như một lần chúng ta đã được nghe trong phúc âm, dù anh em chỉ làm phúc cho người ta một bát nước lã thực chẳng có giá trị gì hết, nhưng làm phúc một bát nước lã vì lòng yêu mến Chúa, anh không mất phần thưởng của Thiên Chúa đâu. Cho nên trên mọi sự, đức tin, đức cậy, đức mến đều tồn tại, nhưng đức mến là cao trọng hơn cả.